đó mấy thằng nó làm trên tập bậy mà kiếm tiền YouTube. Anh biết đâu đến Đúng. lúc nào mà thằng YouTube nó biểu bây giờ ngày xưa 10.000 thằng trả cho anh đồng thì bây giờ 100.000 thằng mới trả cho anh đồng mà chúng nó sẽ chết ngay. Nó phải đi Đúng rồi. làm chứ. Mấy thằng cha đó là nó không chịu đi làm cho nó lười biếng. Đúng Mỗi rồi, người đàn siêng ông á, ăn phải nhát có thu làm. nhập. Mỗi người đàn ông chúng mình á, là căn bản á, đàn ông là căn bản thôi phải nói về đàn ông, mỗi người phải có một cái việc để mình làm, mà có một cái nghề để mình làm. Rồi. Thì giống y Đấy chang như mấy mấy dân chu cụi vậy thôi. phải phải đi làm Trời việc, phải ơi, sản xuất chứ, ngồi nó nó phải dốc được chứ. làm. Nó không Bây làm mà giờ nó mình kêu ngồi nó nó không có tôi với tiền. anh, bây giờ tôi với anh ngồi nó dốc được là lý do tại vì mình không có làm nữa. Chứ ngày xưa mình làm sao có Ủa tiền mày đâu, làm, mình nói làm gì đấy. mình làm chết mẹ rồi bây giờ làm chi nữa rồi, còn nói là Mình từ ở hồi cái tuổi nhỏ đó tới mình lớn làm không việc, ở. đúng rồi, mình ở cái tuổi mấy ông làm việc một sấp mày sấp mặt, Mà có thời gian đâu mà không ngồi chịu lên làm đây việc, mà làm. không chịu làm việc, không chịu sản xuất chứ. Mấy thằng cha Đúng rồi, đúng không là có tào phải lao đó. tốt. Rõ ràng tôi coi Mỗi người phải khinh có chứ cái không phải là. nghề, mỗi người phải có một cái nghề, cái nghề đó mình đi làm mà có việc được, mình thứ nhất mình nuôi mua nuôi người mình làm việc cái việc nó là may hơn nữa là mình làm cái việc cái sản xuất cho cái xã hội chứ. Nó không làm mà nó đòi nó có tiền, mà không có tiền thì nó đòi nó trách móc cái chửi chính phủ, sướng không? Đủ mới nó quái đản chửi đó. Anh nghĩ nhiều cái tôi thiệt, anh nói thiệt nhiều cái mình. Thôi anh ơi, anh thôi cái người ta có những người tâm dạng tốt, lòng dạng tốt, có những người lòng dạng xấu sao. Tôi nhìn mấy ông Việt Nam mà đến giờ này mà còn nói tiếng Việt Nam đó, à bên này nữa, rồi mỗi lần nói về Việt Nam mà xỉa xói mình thấy tội nghiệp cho họ. Được cái gì? Được cái gì? Anh không có đó, cũng Mà giống mình như chửi có ba một mẹ ruột, cái tôi đó mình chửi ba căn mẹ bệnh ruột. là gan ăn tức ở. Bây giờ bà mẹ đẻ của mình, bây giờ bà đẻ mình ra, bà cũng nuôi mình thời gian rồi, bây giờ mình có bà mẹ nuôi thì mình bà mẹ đẻ bán sống sao thì kệ bà, đâm mỗi lần nói với bà thì nói câu tử tế cũng được, đâu có sao, việc gì phải Không phải sao đó. có hành nó khỏi. Cái bà mẹ mẹ kế của mình á mà nó nhìn nó chửi bà mẹ ruột là nó nhìn các quý vị là nó rất là sợ chứ phải không. Tôi đi chào Nguyễn Bích Liên nó bảo là kể chuyện VinFast mới ngày hôm qua. Công nhận đó là VinFast họ làm ăn thấy hay ấy. Họ làm rất là giỏi á. Trời ơi, Thấy cái đầu của họ kinh rất doanh tới giỏi cỡ đó rồi thì đương nhiên cái bộ tổng tham mưu của họ là có những người cố vấn họ, giữa người mà am hiểu về rất luật, là giỏi. nó đâu có bình thường, nó không phải bình thường, nó khổ ấy thế, Đúng rồi. nó có đơn giản đâu anh, Cái nhưng mà nó hồi mà khổ. tôi đi cái hồi mà mình đi từ Washington là đi qua bên nó có đi xuyên về đây là đi North Carolina đây, đi đến cái chỗ mà cái VinFast họ lập cái nhà máy á, mà điều thì có cái điều rất là hay là khi khi đó thì họ nói cái nhà máy của họ là 4 tỷ đô la thì tôi gọi cho nó mà ông này 4 tỷ đô la thì tới hôm nay nó mới là nó sẽ xảy ra câu chuyện này. Tôi nghĩ là ông tại hôm nay đó là cái state state của North Carolina đó họ có một cái package mà biếu cái ông VinFast này là 1 tỷ mấy đô la trong vòng 30 năm. Họ miễn thuế, họ miễn này, miễn kia, họ miễn họ có cái incentive, họ cho một cái package cũng như là trị giá là 1 tỷ mấy đó, trong vòng 30 năm. Ông VinFast ông ấy mượn được khoảng chừng tiền ông bỏ ra một nửa, còn một nửa kia thì làm việc rất là giỏi á, leverage. Rồi cái nhà máy ở ở ở North Carolina nó bây giờ đang làm á là bắt chu kỳ là họ sẽ sản xuất là bắt đầu họ đi vào công việc đó là cuối năm 2024, tức là năm nay là gần hết năm 20 nè, 22 nè, tức khoảng chừng là đến năm 2003 là 4 gì đó là 2023 4 gì đó là họ sản xuất xe một năm, ở đó họ sản xuất 150.000 cái, họ có công suất rồi. Mà cái hãng xe cái chỗ mà cái hãng đó là họ dùng rất ít
công nhân, tại vì tất cả đều automatic cả. Ông robot có được một cái rồi. Robot tại vì công này ông có một cái mô thức chạy cái nhà máy ở Hải Phòng rồi, đã chạy bằng robot rồi, thành thử ra cũng có kinh nghiệm rồi. Thì giờ mở cái nhà máy này dùng nó còn hấp dẫn hơn căn bản thế này anh, tại vì một cái người thợ mà đang làm trong nghiệp đoàn xe hơi đó, tiền lương, tiền nghỉ hè, tiền insurance bảo hiểm, tiền này tiền kia vô lớp cao một lắm. năm 200 năm, một năm là phải 250 ngàn là một một ông, ghê lắm chứ không phải không. Thành thử ra cái tiền nhân công cho bất cứ mà khi trong cái sản xuất nào đó là rất là cao. Mà tôi nghĩ là ông VinFast này ông làm được cái việc đó là tại vì cái nhà máy đầu tiên ông làm ra là robot không, công nhân rất là ít. Thành thử ra với một cái kinh nghiệm như vậy thì khi mà ông sản xuất ra đắp cái nhà máy này là rất rất là hay á. Thì đó, đó là một chuyện mình biết, một chuyện thứ nhì nữa. Thì sau khi mà ông Phạm Nhật Vượng mà ông ấy mở cái nhà máy ở Northway, ở Chatham Em á, thì là ngay bên cạnh cái khu đó, khu công nghệ mà Nhật Bản họ cũng bỏ vô đó đâu mấy tỷ đô la họ xây cái gì anh? Anh em mình làm ăn với nhau, họ xây cái nhà máy làm pin pin ngay bên cạnh để cung cấp cho mấy cái loại xe đó. Đại đại khái vậy đó, đại khái là như vậy. Biết. Thành thử đó đấy, thành thành thử ra mà mình có đi đến đó rồi mình mới biết là kỹ sư ở bên đây này, kỹ sư tôi có biết mấy người thấy người ta đầu quân cho VinFast rồi, bây giờ VinFast gửi về Việt Nam, anh phải về Việt Nam làm giấy tờ coi công chuyện làm sao, orientation đây, về Việt Nam tháng học hành cái gì đó không biết, qua bên đây chạy làm việc trở lại. Mình đi vô cơ mở nhìn cái xe đó là xe nó bự quá anh ơi, mình bây giờ hai vợ chồng, nhà thì nhỏ, xe thì nhỏ, người thì cũng nhỏ, càng ngày càng nhỏ lại. Cái xe nó lớn nó nhìn ống không 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 nghĩ tới bây giờ không mua được. Tôi nói là tôi nói với người chúng là tôi đợi cái thằng nào mà nó nhỏ nhất, thằng VF file nhỏ nhất hai cửa tôi chơi, chứ còn bây giờ nó, cái đó phải đợi. Ok, đợi mình tôi được cả đời. Tôi bây giờ cũng giống như anh thôi. Xe nghe lớn nghe nói đi, đi đấy, nghe đậu rất khó. Nghe nói là hiện giờ là VinFast đã không còn sản xuất xe xăng nữa và chỉ chủ yếu tập trung vào xe chạy pin thôi, hoàn toàn bỏ. Đúng rồi. Lắng. Chạy pin. Tất cả xe cũng pin. Mà như vậy đó, ông qua đây là hay á, là bây giờ là cái đầu chạc pin ra bây giờ họ diversify lại, nó bảo rằng là chạy đất Mỹ. Mà VinFast họ họ khởi đầu từ đôi, họ khởi đầu từ Cali. Tại vì khi mà nó chạy như vậy trong một Cali mà nó chuẩn rồi đó, tức là cả cái nước Mỹ này chỗ nào cũng ngon. Tại vì Cali là cái thị trường mà cái standard rất là cao. Chuyện lớn. Khi mà một nhà, thì khi mà nó qua khỏi Cali rồi là cả nước Mỹ nó theo. Mà khi mà cả nước Mỹ nó theo đây, cả thế giới nó cũng phải theo. Tại vì cái standard của Cali rất là kinh. Mà cái xe này họ làm như vậy là tôi thấy là khả năng rất là cao anh. Đạt chuẩn mà. Tôi có coi, tôi có coi một, tôi có coi một cái thằng tên là Trương Thắng, cháu thôi, nhưng ngày xưa nó là tốt, nó cũng làm ở trong cái vấn đề dealer để mua bán xe đó, thì nó cũng nhận xét cái VinFast này quá ư là ok, cho nên vì đó mình nghĩ hy vọng là thành công, chắc chắn thành công 100%, không có nói gì on đơ gì cả. Cái thì đó là tức là mà họ ngắm những cái thằng cha mà nó đi xe điện á, là tôi nói anh nghe là không phải những người già đâu, những người từ 30 tuổi đến 50 tuổi, 55 tuổi, 35 trung lương tuổi, trung niên, cái tuổi đó là nó, hai vợ chồng mà hai đứa con chở về chở đi học đi chợ, chở đi con đi đá banh học đàn, tức là những cái xe đầu tiên họ ra là 20 xe là rất là phổ thông, nó bán cho gia đình. Còn lâu lâu thì có những một vài cái model thì nó bán cho anh em độc thân, nhưng mà thằng độc thân rồi cũng phải có gia đình. Còn tôi thấy mà như phần tôi á là bực quá, không mình không có mua nổi. Tôi đợi cái thằng nào mà cuối cùng thằng bé nhất bị F5 nó qua thì tôi nói bác ơi bác phải đợi, mình đợi không biết chừng nào có. Nhưng mà mình sẽ về Việt Nam chạy xe không ra, ôi chạy xe máy.
đúng rồi, đúng rồi. Về Việt Nam chạy xe máy là đã Được, tôi đã mấy bữa nay đi 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 Mỹ Tho về rồi xong khoái khoái rồi đi ta thấy là ta biết rồi, những đoạn đường nào mà vài chục cây số là tôi chơi tuốt hết á, rồi quá tôi đi đi không vui lắm anh. không không lần đầu tiên anh mà anh hồi hồi đó mình ở Sài Gòn á, Nghe tôi hồi kể hồi chuyện đó này mình vui, kể tôi kể chuyện này vui. ok, nghe. Tôi lấy cái xe này lần đầu tiên tôi đi xa 72 cây số từ đây mà về tới Mỹ Tho, biết không? Cái khi mà vô ngồi quán nước gần tới để đợi thứ nhất là nước vô nhà, cái tay tôi nó rung mà nó rung theo kiểu là giống y chang là cái mình, nhưng mà mình không cảm nhận được cái tay nó rung. Vô kêu ly nước ra uống rồi quăng xong bắt đầu mò, Mình mẹ thấy thằng rung nào à? giờ đâu quá mình không mò chứ, bỏ cái phone, mẹ giờ này thằng này nó mà kêu dữ người ta kêu rồi má, mà lấy cái phone ra coi ủa đâu có thằng nào đâu, rồi quay dồn lại ê thì té ra là cái tay mình nó rung mà nó rung theo kiểu mà mình không biết, thì mình mới nói tại mình ngồi mình giờ mình dặn ra giờ mình ngồi xe quá lâu biết không, 2 tiếng đồng hồ mà nó cứ đều 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 thì cái tay mình nó làm như cái lập trình nó là rung, mình không biết mình nhưng mà mình đổ thừa cho cái phone mấy giờ này thằng nào mà nó kêu mình kêu lấy ra đâu có nào kêu đâu đâu ngồi ngồi xe hồi ngồi khoảng 15 phút xa nó mới hết, tức là cái chế độ mà chấn động chấn rung nó mới hết, thì lúc đầu mình nghĩ là đồ nó nổi mà cái tay nó rung anh. Ồ buồn cười thấy bà luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, vui lắm. Ừ. Chuyện gì? Hồi đó là cái chuyện bên Mỹ này. Mùa mùa trăng Mùa tròn răng của Vũ máu. Thế Việt, Ừ. mùa trăng máu. Ồ, cuối năm 2024. Cuối năm 2024 là khoảng chừng tháng 7 tháng 8 gì đó là xe nó bắt đầu xuất xưởng ở bên bên North Carolina. Đó là một năm làm 150.000 cái, nhưng mà cái căn bản là họ làm từ Việt Nam. Tại vì cái xưởng ở Hạ Tòng á, mà cái chỗ mà anh đi đến là bây giờ là làm cái xe điện nó có vậy chứ nó không có khó như là cái thằng cha xe 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 động cơ xe xăng. Tại vì cái thằng động cơ nó rất là rắc rối anh, nó có đủ rồi, xăng rồi vô e rồi bít tông rồi rồi toàn đủ trùng rất rồi. nhiều rồi, cái đó là vấn đề qua vấn đề, nó còn vấn đề môi trường của đất Mỹ nó má mà Mỹ mà nó khói ra nhiều chịu không nổi, carbon dioxide ra nhiều quá chịu không nổi, phải lại này thế kia khó lắm. Ừ. Chứ còn xe điện Hồi anh xưa. coi vậy chứ nó rất giản giản dị, rất là giản dị, chỉ cục pin thôi với là cái engine thôi, rất là giản dị. Thành thử ra mình nghĩ cái nghĩ là ông Phạm Nhật Vượng này á, mình rất là mừng họ mở như vậy, là thấy là rất là có tiền anh, rất là giàu Trời có đầu và rất là successful. đầu đầu óc doanh Rất là nhân của mừng. mấy ông này Yeah. rất là siêu, mình không có bàn cãi, không có quá Thành giỏi thử ra là cái quá giấc hay. mơ, ok, thành thử cái giấc mơ của mình hồi đó mà bắt đầu nghe chuyện mà có xe VinFast thì biểu là mình cố gắng là người Việt Nam đầu tiên ở San Diego này làm chủ cái VinFast, hồi đó mình có nói như vậy. Nhưng mà khả năng như vậy là không 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 được rồi, tại vì thằng VF5 của tôi là nó phải đến không biết hồi nào nó mới qua. Bây giờ nó chưa có. Rồi, Thành thử ok xong rồi như vậy vậy. Như đi. vậy thì chắc chắn là mình sẽ không phải là người đầu tiên ở San Diego có cái VinFast rồi. Nó là một cái thằng cha nào đó mình biết. Ừ. Ừ.